Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2024, thế giới bắt đầu chí nguy có thể bùng nổ ra chiến tranh đệ tam với vũ khí nguyên tử. Vì châu Âu gồm có Anh, Pháp và Mỹ đồng ý cho Ukraine sử dụng các phi đạn tầm xa của họ bắn vào nước Nga Câu chuyện xảy ra như thế nào? Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz, khi đi tới Nam Mỹ thì được truyền thông báo chí hỏi ông. Đó là nội dung cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Putin như thế nào? Thủ tướng Olaf Scholz nói, tôi có nói với Tổng thống Putin, đừng leo thang chiến tranh nữa. Hãy rút quân hết về nước đi, vì giờ, nếu tiếp tục như vậy, đây là một sự căng thẳng giữa châu Âu và nước Nga. Nhưng ông Putin không có nghe ông ấy nói là ông ấy phải bảo vệ lấy sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga. Ông ấy phải giữ quân ở bên Ukraine. Ông ấy không rút quân đâu. Và Thủ tướng Olaf nói nếu mà làm như thế thì các nước châu Âu cũng như Mỹ có thể đồng ý cho Ukraine sử dụng các phi đạn tầm xa thì sao? Ông Putin nói, đó là hành động leo thang chiến tranh, đó là tuyên chiến với nước Nga thì nước Nga sẽ sử dụng tất cả những phương tiện gì mà Nga có để trả đũa. Đó là câu trả lời của Thủ tướng Olaf Scholz. ông cho rằng Ukraine như thế là chí nguy. Nhưng sau khi có câu trả lời này thì bên Anh Thủ tướng Kerastomer quyết định để cho Ukraine sử dụng phi đạn tầm xa Shadowstorm bắn vào nội địa của Nga mà nói là hạn chế ở trong khu vực Kursk thôi vì ở đây theo lời của Thủ tướng Kerastomer có quân đội của Triều Tiên khoảng chừng 10.000 binh sĩ thì Ukraine có quyền tiêu diệt những lực lượng phối hợp như vậy để chống lại Ukraine. Và theo báo Le Figaro của Pháp, quyết định theo quyết định của Thủ tướng Keir Starmer ở bên Anh, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp quyết định là cho phép Ukraine sử dụng phi tiễn tầm xa SCARP bắn thẳng vào nội địa của Nga, bắn vào Kursk. Rồi chưa hết, hôm qua giờ Chủ nhật của bên phía nước Mỹ, Tổng thống Joseph Biden tuyên bố đã thế thì tôi đồng ý cho Ukraine sử dụng các phi đạn tầm xa của Mỹ, tâm bắn vào Kursk. Ba nước lớn như vậy mà đã tuyên bố thì đây là một điều nước Nga rất giận như là một hành động khiêu chiến thẳng với nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngay lập tức đã trả lời, đó là hành động tuyên chiến trực tiếp với Nga rồi. Không còn là leo thang chiến tranh mà còn là tuyên chiến trực tiếp. Giữa nước Anh và nước Nga, giữa nước Pháp và nước Nga, giữa nước Mỹ và nước Nga, coi như là cả châu Âu hoặc là NATO với nước Nga. Nga sẽ phản ứng tùy theo sự tính toán và khả năng của Nga. Ai cũng thấy đây là một chiêu đánh bày đàn của Mỹ và châu Âu. Bây giờ họ nghĩ rằng á, phi đạn tầm xa của họ có thể làm thiệt hại cho quân đội Nga và quân đội mở ngoặt đóng ngoặt là Triều Tiên. Ở tại Kursk, vì à, ở Kursk, á, đội quân tinh nhuệ nhất của Ukraine bị tiêu diệt hầu hết, còn một số còn lại thì phải sau đó để rút lui. Nếu không yểm trợ cho Ukraine thì coi như chiến sự này Ukraine thua hoàn toàn. Trong khi đó ở miền đông, bốn tỉnh biên giới miền đông của Ukraine, thì quân đội Nga tiến quân như vũ bão, nào là chiếm Seledov, nào là chiếm Kurakov và bắt đầu cứ tiến dần dần về Kiev. Nếu mà không chấp nhận cho Ukraine sử dụng phi đạn tầm xa thì họ nghĩ rằng Kiev rơi vào trong tầm tay kiểm soát của Nga chỉ trong vài tháng thôi. Nên đây là một quyết định rất liều lĩnh của những vị lãnh đạo như Thủ tướng Anh ông Keir Starmer, như Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron và như Tổng thống Joe Biden của Mỹ. Sắp sửa mãn nhiệm kỳ nhưng ông thấy rằng không cứu Ukraine ngay bây giờ thì Ukraine không chịu nổi thấu qua mùa đông này nên họ mới quyết định táo bạo như thế nhưng bên mỹ ai cũng biết rồi ông joseph biden là người sắp sửa mãn nhiệm kỳ ông quyết định như vậy đó thì ngay lập tức có sự phản ứng của tổng thống trump là người mới tái đắc cử theo đài fox tổng thống trump nói rằng là ông chuẩn bị ngay một nhóm người một nhóm người để đi đàm phán cho Ukraine và cho Nga. Chứ không thể nào mà leo thang chiến tranh như thế hoặc là tuyên chiến chiến tranh như thế vì mở ra một cuộc chiến nguyên tử mà thế giới chưa có chuẩn bị. Tổng thống Trump bắt đầu thành lập một phái đoàn. Phái đoàn đó dù rằng tổng thống Trump không là tổng thống đương nhiệm nhưng ai cũng hiểu quyền uy của ông còn lớn hơn tổng thống joseph biden bây giờ vì ông là tổng thống đắc cử sắp sửa nhận chức nhưng á, uy tín của ông á, vượt xa tổng thống biden nên ông tuyên bố tôi lập phái đoàn ngay không thể nào để cho chiến tranh mà bùng nổ lớn ra có thể đưa đến chiến tranh đề tam với vũ khí hạt nhân vì đây là một sự đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại và theo đài Fox, đây là theo đài Fox nha. Fox nói em có một số người đã gợi ý với tổng thống đắc cử Donald Trump Tại sao không đưa vào bàn đàm phán và nói rõ lịch sử của khu vực này? Đó là bốn tỉnh biên giới miền Đông và bán đảo Crimea là của Nga từ thế kỷ thứ 19 cơ mà nga đã giao cho ukraine thì bây giờ ukraine không có làm đàng hoàng còn kiếm chuyện với nga thì nga thâu hồi lại được không và nếu không thâu hồi lại đó, thì nên có một giải pháp như thế này đây đó là đề nghị của fox nha là những nơi mà nga đang kiểm soát ở bốn tỉnh biên giới miền đông thì nga tạo một khu phi quân sự khu phi quân sự để sao để nga cảm thấy an toàn đó là khu khu đệm đó cái vùng đất đệm cho nga được không đề nghị với tổng thống trump và phái đoàn sắp sửa được gửi đi nên có một suy nghĩ như thế này đề nghị này có lẽ là hợp với ý của tổng thống putin nhưng có hợp với ý tổng thống donald trump hay không khi mà trước đây Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu ông là Tổng thống thì không bao giờ có chiến tranh xảy ra giữa Nga và Ukraine. Và ông cũng từng tuyên bố tôi làm Tổng thống thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi giải quyết xong vụ này, chiến tranh của Ukraine và Nga. Nhưng sau khi ông đắc cử thì ông lại có những hành động. Một số người nói ông quay xe 180 độ. Ông có điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky và hứa rằng là kết thúc chiến tranh trong sự công bình. Nhưng không ai hiểu chữ công bình của ông là như thế nào. Không thiệt hại cho Ukraine là không thiệt hại như thế nào. Những phần đất bốn tỉnh biên giới miền Đông là của Nga trong lịch sử và bán đảo Crimea là của Nga trong lịch sử thì có phải là sự công bằng hay không? Đó là câu hỏi nhé. Và sau đó truyền thông của Mỹ và Tây Phương lại loan tin là Tổng thống Trump đã có cú điện thoại với Tổng thống Putin và nói rằng nếu mà Tổng thống Putin leo thang chiến tranh thì hãy nhớ Mỹ có quân đội ở châu Âu như một hình thức đe, đe dọa Tổng thống Putin thì phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov đã tuyên bố làm gì có cú điện thoại đó, đó là câu chuyện ảo tưởng, không có. Nhưng Nga sẵn sàng có một cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ ở một nơi nào đó như ở châu Phi hoặc là ở châu Á mà ở châu Á thì tôi cũng đã làm một chương trình rồi. Dữ trù, họ muốn chọn Việt Nam. Vì Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất cho vấn đề trung lập giữa Mỹ và Nga. Thế bây giờ đó, nếu mà, nếu mà, có cuộc hội đàm mà Tổng thống Trump cử phái đoàn đi để mà có Nga và Ukraine tham gia giải quyết vấn đề chiến tranh thì nước nào là nước để có cuộc hội đàm đó. Thất kỳ ai à? Thổ Nhĩ Kỳ à? Thổ Nhĩ Kỳ thì nằm ở trong khối NATO, Nga cũng chưa chắc chịu. Châu Âu thì nước Thụy Sĩ thì Nga cũng đã nói rồi, trong những năm qua không còn có trung lập nữa, còn đương nhiên là không thể nào mà ở triều tiên hay là ở hàn quốc hay là ở trung quốc ở nhật à nga cũng không chịu vậy là ứng viên sáng giá nhất cho chuyện nếu có đàm phán thì là ở châu phi như nước ai cập hoặc là ở châu á thì là việt nam lại là ứng viên sáng giá nhất cho chuyện này Vậy thì Việt Nam có thể nha, đây là có thể thôi, là điểm để đàm phán giải quyết những xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như giữa Nga và khối NATO và của Mỹ luôn để ngăn chặn một cuộc chiến hạt nhân gây tai họa cho toàn nhân loại. Thật là vinh dự cho Việt Nam. Hiện nay, người ta đếm đi đếm lại ngó trước ngó sau không thấy có ứng viên nào sáng giá hơn chỉ hai sáng viên sáng giá là ai cập và việt nam vì phải là trung lập việt nam trung lập ai cập có trung lập còn các nước khác người ta cho rằng không còn trung lập nữa việt nam trung lập là tại vì việt nam đối tác chiến lược toàn diện với mỹ và cũng đối tác chiến lược toàn diện với nga việt nam được sự tin tưởng của mỹ cả Tổng thống Joseph Biden lẫn Tổng thống đắc cử Donald Trump. Và Việt Nam cũng được sự tin tưởng của Tổng thống Vladimir Putin còn hơn cả bên phía của Ai Cập. Bên phía của Ai Cập, Tổng thống NCC là một người khá là nổi tiếng và khá trung lập. Nhưng mà trong vấn đề này, nhiều người vẫn e ngại Ai Cập cũng có thể có một sự nghiêng ngã về phía Tây Phương, nhất là nước Pháp làm áp lực mạnh lên trên Ai Cập. Vậy thì uh, câu chuyện uh, thế giới bắt đầu theo lời của Tổng thống Putin nhé, là tuyên chiến rồi, Mỹ tuyên chiến với Nga rồi, Anh tuyên chiến với Nga rồi, Pháp tuyên chiến với Nga rồi. Khi chấp nhận cho Ukraine sử dụng các phi đạn tầm xa, Shadow Storm của Anh, Scarp của Pháp và Atoms của Mỹ để bắn vào trong nội địa của Nga Họ hạn chế bây giờ là Kursk, nhưng có thể Ukraine sử dụng qua khỏi uh, vùng uh, Kursk thì sao? Đó là câu hỏi được đặt ra. Thì Tổng thống Putin nói đây là tuyên chiến giữa những nước đó với nước Nga. Còn họ thì họ cho rằng họ đang hỗ trợ cho Ukraine. Đây chỉ là leo thang chiến tranh để bảo vệ lấy sự độc lập của Ukraine. Ông nói đúng, bà nói phải. Nên là Tổng thống Donald Trump nói tôi cần phải thành lập một phái đoàn để có một cuộc hội nghị giải quyết vấn đề này và chọn nơi để có đàm phán là ở đâu thì chúng ta hãy đợi trong quá khứ họ chọn ankara thủ đô của nước thổ nhĩ kỳ nhưng kỳ này đó họ nói nato có tham gia mà thơ kỳ ai thổ nhĩ kỳ là thành viên của nato nên cũng không có trung lập được vậy là ứng viên sáng giá một là ai cập hai là việt nam mà thôi đó là thông tin và góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau